Chương một. Hỏa Linh Kê Bạn đang nghe truyện tại mê truyện audio com Bên trong mịt mờ khói bếp, nhàn nhạt vũ khí bao phủ thương lĩnh Sơn tòa tiếp theo từ thạch đầu chồng chất hoàn toàn mà thành tiểu Sơn Thôn, theo mặt trời chậm rãi dâng lên, một vòng màu vàng kim nhạt ánh sáng mặt trời từ bên trên bầu trời rơi xuống, chiếu xuống tiểu Sơn Thôn bên trong một gian tứ môn tiểu tiểu trạch viện phía trên, giống như cho tiểu viện phủ thêm một kiện lụa mỏng đường viền thiên sát a à, cái nào thiên sát gia hỏa trọng lão nương hỏa linh kê một cái không đúng lúc tiếng thét chói tai đánh vỡ căn này tiểu viện sáng sớm yên tĩnh hù dọa trong viện cổ thụ hơn mấy chỉ có màu xanh biết vũ mau trên đầu điểm suyết lấy nho nhỏ kim quang chim chóc hỏa linh kê đó cũng là gà a à, phương chính trực biểu môi chuyển động trên trên giá gỗ nướng đến chính hương hỏa linh kê nhìn một chút bên cạnh thanh tịnh nước sông sau đó cẩn thận từ trong ngực lấy ra một bao bao thô giấy vàng bao, chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong đỏ, trắng, bụi. Các loại nhan sắc phấn mạc. Cái này đều là đồ tốt a, à, tiểu sơn thôn dùng bữa không giảng cứu, không có quá nhiều gia vị, trừ dầu muối bên ngoài, quả ớt cái gì hết thảy không, cho nên, phương chính trực không thể không bốc lên nguy hiểm tính mạng nhắm nháp bách thảo sao chế được đồ nướng, gia vị. Ăn. Nhân sinh nhất đại chuyện tốt vậy. Có thể từ khi đến cái địa phương quỷ quái này, mỗi ngày trừ bánh bao cũng là rau xanh hoa quả, liền cái bánh bao đều không kịp ăn. Vì chính mình có thế tốt đẹp tiếp tục phát dục xuống dưới, Phương Chính trực cảm thấy nhất định phải thêm điểm bữa ăn chính. Tâm lý tuổi hơn 20, tuổi thật lại mới 6 tuổi, cái này thực sự để hắn có chút làm sao chịu nổi. Đầm Phương Chính trực nghe dần dần phát ra nồng đậm mùi thịt, cố hết sức nuốt nước miếng một cái, sau đó, ngửa đầu nhìn sang đã bị mới lên triều dương chiếu sáng bầu trời non nớt trên khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra một vòng như có như không trầm tư cổ đại lịch sử kiến thức nghiên cứu chuyên nghiệp tốt tốt đẹp nhất chỗ cũng là có thế tinh thông kim cổ kiến thức uyên bác kỳ thư tinh thông thể văn ngôn thông thiên văn hiểu địa lý xem sao tướng diễn mệnh lý ngẫu nhiên nhìn chút kỳ môn bác quái ngay cả không liên hệ cổ đại thảo dược học cũng đều có liên quan đến nhưng mà cũng không có cái gì trứng dùng tiếp trước phương chính trực vẫn là tại thất nghiệp vận mệnh bên trong gắt gao dãy dùa, kinh lịch gần trăm lần thống khổ về sau rốt cục một giấc xuyên qua cổ đại nghĩ thầm cái này có thể nhất cử thành long a à, khác không dám nói dựa vào đối cổ văn học nghiên cứu tham gia khoa cử thi cái tú tài công tên gì dù sao vẫn là có cơ hội a à, ai có thể nghĩ tới đi tới nơi này thế giới gần một tháng hỏi một chút phía dưới nơi này hoàn toàn không có khoa cử cái gì bác cổ văn cái gì tứ thư ngũ kinh hoàn toàn không có khác biệt thế giới liền da cầm đều lớn lên không giống nhau hỏa linh kê không phải liền là cái đuôi bên trên thêm ra một cây hồng sắt dài vũ sao coi như ngươi sinh ra trứng là hồng sắt cái kia cuối cùng vẫn là một con gà a à. phương chính trực tham làm hút lấy đã hoàn toàn phát ra nướng mùi thịt bắt đầu hướng hỏa linh kê phía trên thêm gia vị thả điểm quả ớt thêm chút đi thì là phong mật tốt ngươi cái ăn trộm gà tiểu tặc một tiếng khẽ kêu để Phương Chính Trực eo trở nên có chút không thẳng lên được, công công thân thể, trên trán mồ hôi lạnh ứa ra, bị bắt tận tay dây tận mặt, thấy thế nào đều không phải là một kiện làm cho người vui sướng sự tình. Làm sao bây giờ? Bằng mình bây giờ cánh tay nhỏ tiểu chân ngắn, đừng nói đến cái con thỏ đỏ sức ưng, cũng là muốn chạy cũng trên cơ bản không thể nào, nghĩ tới đây, Phương Chính Trực một mặt buồn khổ đem cổ ngoặt về phía sau lưng. Hắn cũng là muốn nhìn một chút là ai đem chính mình cho bắt chờ một trận này bản tử chịu đủ về sau, ít nhất cũng có thể tìm một cơ hội báo cái thù, tỉ như cầm thạch đầu nện nhà nàng cửa sổ, hoặc là cho nàng nhà hố bên trên mất mấy khỏa nước trứng gà cái gì. Xem xét phía dưới, phương chính trực con mắt thì sáng. Người trước mắt rất lợi hại lạ lẫm, ít nhất hắn là chưa thấy qua, chủ yếu nhất là lại là một cái cùng mình niên kỷ không kém bao nhiêu tiểu la lị, đoán chừng cũng liền năm tuổi khoảng chừng bộ dáng trắng nõn tiểu trên mặt có búp bê một dạng tinh xảo ngũ quan, mặc một bộ gỉ có ba đóa đóa hoa màu trắng chất tơ tiểu gãy váy, đầu đội một đóa bích lục trăm hoa, trên chân đạp một đôi màu hồng viền vàng dày. Tuổi còn nhỏ cũng đã có thể nhìn ra giữa lông mày cái kia cổ siêu nhiên thoát tục hoàng mỹ. Khí chất, tương lai tuyệt đối là cái hại nước hại dân hạng người. Chỉ là cái kia hai tay chống nạnh, khóe miệng mỉm cười, một mặt xem thường biểu lộ là chuyện gì xảy ra. Phương Chính Trực rất khó chịu, chỗ nào xuất hiện tiểu thí trẻ con. Ăn mặc theo cái hoa cô nương một dạng, tại cái này cùng sơn tích những địa phương giả trang cái gì thiên kim tiểu thư. Chủ yếu nhất là, thế mà còn dám khinh bỉ chính mình. Mặc dù mình cũng là tiểu thí trẻ con, có thể nói thế nào chính mình cũng là tâm lý tuổi hơn 20 người có được hay không? Khác không dám nói, chơi điểm ai quy triển ép khẳng định không có vấn đề. Từ đâu tới xuống nha đầu, mau tránh ra đây chính là ta nhà mình gà. Phương Chính trực một mặt không kiên nhẫn chỉ chỉ trước mặt chính nướng đến thơm ngào ngạt hỏa linh kê. Tiểu tặc, ngươi nói người nào xuống nha đầu đâu. Tiểu la lị khóe miệng cười một chút thì ngưng kết, nắm tay nhỏ đều siết chặt. Phương Chính trực vừa hay nhìn thấy tiểu la lị siết chặt quyền đầu. Nha! Đây là muốn đánh nhau phải không a? À? Phương Chính trực khinh thường cười lạnh, tuy nhiên kiếp trước chính mình ở phương diện này không có nhiều kinh nghiệm, nhưng muốn nói liền một cái năm tuổi tiểu la lị cũng ứng phó không vậy liền thật sự là chuyện tiếu lâm nếu ngươi không đi mở cẩn thận ta đánh ngươi phương chính trực cảm thấy hắn nhất định phải để tiểu la lị kiến thức đến chính mình hung ác một mặt cho nên hắn cắn chặt răng đem con mắt dùng lực trợn tròn chỉ tiết phối hợp cái kia có chút trẻ sơ sinh non nớt khuôn mặt nhìn tựa như tại nhăn mặt một dạng đánh ta tốt a à, trì cô yên tiếp nhận khiêu chiến lĩnh giáo các hạ cao chiêu tiểu la lị nghe xong phương chính trực lời nói nhất thời sững sờ lập tức phấn nộn trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vòng mãnh liệt hưng phấn biểu lộ a à. phương chính trực một chút chưa kịp phản ứng bình thường nội dung cốt truyện chẳng lẽ không phải tiểu la lị bị chính mình dọa đến một bên khóc một bên náo nhưng sau đó xoay người chạy mất sao lĩnh giáo cao chiêu là có ý gì ách à. phương chính trực còn chưa kịp nghĩ rõ ràng liền cảm giác một bóng người nhanh chóng hướng về hắn nhào tới, ngay sau đó, bên tai sinh phong, thổi đến đầu hắn phát đều có chút bay loạn. Cái quỷ gì? Cơ hồ là vô ý thức, phương chính trực cái mông thì từ ngồi lên trên tảng đá dời, trực tiếp hướng về bên cạnh lăn đi. Oanh! Sau lưng phát ra một tiếng vang thật lớn. Phương chính trực vừa quay đầu lại, nhất thời trọng mắt đều nhanh muốn trừng ra ngoài. Nguyên bản tại hắn dưới mông một khối thùng nước màu xanh hòn đá, giờ phút này đã từ giữa đó vỡ ra một đạo cự đại lỗ hổng, mà tại lỗ hổng phía trên, tiểu la lị cái kia trắng nõn bàn tay nhỏ chính lơ lửng giữa không trung. Ta! Móa! Phương chính trực lần này là thật kinh ngạc đến ngay người. Có chuyện gì sao nhìn thấy một cái năm tuổi tiểu la lị đơn trưởng bổ ra một khối thùng nước tảng đá xanh càng làm cho người ta chấn kinh. Mà lại, chủ yếu nhất là, trước mắt cái này tiểu la lị còn một bộ vẫn chưa thỏa mãn biểu lộ, cái kia trắng nõn bàn tay nhỏ bên trên liền đỏ đều không có đỏ một chút bạo tẩu la lị thần tiên chuyển thế phương chính trực đầu ông một chút thì nổ tung hoàn toàn chuyển không đến cái thế giới này có khoa trương như vậy sao trong thôn không có nhân vật này a à, giản dị các thôn dân đều là sáng sớm dậy mà làm mặt trời lặn thì nghỉ không có gì đặc biệt a à, nhiều lắm là cũng là trong tổ chức mấy cái người trưởng thành lên núi đánh cái săn muốn nói có cùng lấy tiền thế giới không giống nhau địa phương, đơn giản chính là mọi người đều so sánh khỏe mạnh, trên núi giả thú cũng đều vô cùng kỳ quặc, có thể đây đối với một cái không phải khoa học kỹ thuật hóa xã hội, chẳng lẽ không phải một kiện rất bình thường sự tình sao? Cho tới nay, Phương Chính Trực đều cho rằng hắn sống tại một cái hòa bình niên đại A, trong chấp nhoáng này, hắn cảm thấy mình thế giới quan giống như bị lật đổ, bất quá, đây không phải đáng sợ nhất, đáng sợ nhất là, tiểu la lị lại lần nữa nhìn mình, cái kia con mắt tự như nhìn chầm chầm một cái tới tay đồ chơi một dạng, tràn ngập bộ phim miệt. Còn tới. Không muốn đi. Đánh không lại làm sao bây giờ. Chạy. Năm tuổi tiểu la lị có lẽ ai quy sẽ không quá cao, nhưng là, loại đến tuổi này lại chính là xuất thủ không biết nặng nhẹ thời điểm, cùng một cái năm tuổi tiểu la lị đàm chạm đến là thôi. Phương Chính trực cảm thấy chuyện này thấy thế nào cũng không quá sáng suốt cũng không có gì chào hỏi tất yếu, nhanh chân liền chạy, hỏa linh kê cái gì hết thảy không muốn, phương chính trực hiện tại chỉ cầu lấy chính mình tiểu chân ngắn có thể chạy nhanh hơn chút nữa. Hừ, vô dụng ăn trộm gà tiểu tặc. Tiểu la lị thần kỳ cũng không có đi truy phương chính trực, mà chính là quay đầu nhìn về phía hỏa trên kệ đang tản ra nồng đậm mùi thơm hỏa linh kê. Núi xanh còn đó, nước biết chảy dài, ta sẽ còn trở về. Phương Chính trực cảm thấy mình không thể quá mất uy phong liền xem như chạy, vậy cũng nhất định phải đường đường chính chính, nở mày nở mặt chạy, mà lại muốn lưu lại đầy đủ lo lắng, hấp dẫn đối phương một mực lưu tại nguyên chỗ các loại. Tiểu La Lị liền nhìn đều không có lại nhiều nhìn phương chính trực liếc một chút, mắt to ngập nước vụt sáng vụt sáng chậm chậm lên trước mặt đã nướng đến chảy mở hỏa linh kê. Rốt cục Tiểu La có chút nhìn không được cúi người xuống cúi đầu xuống, phấn nộn chấp mũi động động, sau đó, chu cái miệng nhỏ, liền chiếu vào hỏa linh kê trên cánh cắn một miệng lớn, nhất thời tiểu la lị trên mặt hiện một vòng kinh hỉ, mồm miệng đang lúc mùi thơm, để cho nàng say mê nhắm mắt lại, lộ ra cực kỳ hưởng thụ. Sau đó, phương chính trực liền trở lại. Giống như một trận gió xuất hiện sau lưng tiểu la lị, nho nhỏ trên khóe miệng câu lên một vòng nụ cười, nhẹ nhàng nâng dậy tiểu chân ngắn. Nhắm ngay tiểu la lị cái mông. Hung hăng. Một chân đạp tới chính vẫy lên cái mông nhỏ, một mặt say mê chuẩn bị đưa tay chụp vào hỏa linh kê tiểu la lị chỗ nào phản ứng qua được đến. Phu phu. Tiểu la lị chân kế tiếp nhiên liệt, rất lợi hại hợp với tình hình hướng về phía trước gấp chạy năm bước, sau đó, một đầu cắm đến bên cạnh thanh tịnh trong dòng sông nhỏ. Hôm nay khí trời thật sự là tốt, dương quan sáng lạng, chim hót hoa nở, chủ yếu nhất là, rất lợi hại thích hợp. Tắm rửa. Phương Chính trực một thanh quơ lấy hỏa linh kê, tiêu sái chuyển cái thân thể, lưu lại một cấp tóc phi nước đại bóng lưng. Tiểu tặc, ta gà. Tiểu la lị thanh âm từ trong dòng sông nhỏ truyền ra. Người suy nghĩ nhiều, đây là ta gà. Phương Chính Trực cũng không quay đầu lại uống nắng Tiểu La Lị sai lầm lý luận. Đáng giận. Tiểu La Lị từ trong nước sông nhảy lên một cái, như cùng một con nhanh nhẹn tuyết báo chỉ là cặp kia đại trong mắt to nhưng lại có một gần nước, cũng không biết là nước sông vẫn là nước mắt. Âm âm. Giá. Chính tề mà tiếng ồn ào âm từ xa mà đến gần. a à, ta thiên nha. Tiểu. Tiểu thư, ngươi làm sao? Một người mặc hoa phục váy dài, tuổi chừng 13 năm tuổi, trên đầu cắm một cây ngân trăm thiếu nữ một bên hoảng sợ hét to, một bên nhanh chóng từ đằng xa chạy tới. Mà sau lưng thiếu nữ, lại có lấy đầy trời bụi mù, đó là một đội ăn mặc sáng ngời khôi giáp quân sĩ, khôi giáp trên ngực đỏ như máu tam giác văn ấn rõ bày ra lấy bọn hắn cao quý thân phận, nhân số bên trên có chừng gần 300 người, mỗi người dưới hông cưỡi lấy một thất hắc sắc đạp tuyết long câu. Đây là một loại giống như liệt mã, tính cách hung hãn sinh vật, hình thể so lập tức càng cao to hơn, toàn thân mọc đầy tinh tế lông đen, mà lại bốn chân bên trên đều là từ lớp vẫy màu trắng kiện hàng, nghe đồn có thượng cổ chân lông huyết mạch đi tại quân sĩ phía trước nhất là một người mặc vân văn hát giáp, thân hình khôi ngô, khuôn mặt đen kịt, tuổi chừng hơn 40 tuổi, một mặt ngay ngắn hán tử cao lớn. Chỉ là nhìn lên một cái, liền khiến người ta có một loại tâm kinh động phách khí tức, toàn thân trên dưới đều lộ ra một cổ sa trường tươi mùi máu. Thuộc hạ đáng chết. Hán tử cao lớn phi thân xuống ngựa, quỳ một gối xuống trên mặt đất, sắc mặt cung kính dị thường, như ưng một dạng ánh mắt nhanh chóng đảo qua liếc một chút bờ sông vẫn như củ bốc lên hỏa diễm đồ nướng giá gỗ, còn có cái kia các loại nhan sắc tiểu bọc giấy. Cái hướng kia là địa phương nào? Tiểu La Lị cũng không nhiều nhìn thiếu nữ cùng hán tử cao lớn liếc một chút, mà chính là do phấn nộn ngón tay nhỏ hướng phương chính trực chạy trốn phương hướng. Hồi tiểu thư là Nam Sơn Thôn. Hán tử cao lớn không chút suy nghĩ liền trầm giọng hồi đáp. Nam Sơn Thôn chúng ta phải đi Nam Sơn Thôn. Tiểu La Lị đáp nhẹ một tiếng, sau đó liền hướng về hán tử cao lớn sau lưng một cái treo đầy bích lục bảo thạch đại kiệu đi đến. Tiểu Thư, chúng ta chuyến này đi ra, thế nhưng là còn có mấy cái phủ thành muốn đi đâu. Giống Nam Sơn Thôn nhỏ như vậy thôn trang. Thiếu nữ nghe xong, vội vàng nhỏ giọng nhắc nhở, nhưng vừa nhìn thấy Tiểu La Lị nhìn sang ánh mắt, lại lập tức im lặng. Rất nhiều đường lớn, có chút đường nhỏ, vạn vật tồn tại, tức là đường. Tiểu la lị quét thiếu nữ liếc một chút, phi thân nhảy lên nhảy vào trong kiệu. Mà liền tại tiểu la lị vọt lên trong nháy mắt, nhiễm ở trên người nàng giọt nước liền giống bị thi định thân thuộc một dạng hoàn toàn tỉnh lại, chờ đến tiểu la lị tiến vào kiệu về sau, những giọt nước đó mới chậm rãi rớt xuống đất. Tiểu thư cao tài đại luận, bản tướng mặt cảm. Nhìn trên mặt đất lưu lại một bãi nước sông, hán tử cao lớn lập tức hai đầu gối quỳ xuống đất, trên mặt vẽ cung kính càng đậm. Mà thiếu nữ thì là một mặt mê võng, trong mồm lẩm bẩm tiểu la lị câu nói kia, đường lớn, đường nhỏ. Làm sao lại thành vạn vật tồn tại? Mặt khác, cái này cùng qua Nam Sơn Thôn có quan hệ gì sao? Tuy nhiên nghi hoặc, nhưng là làm một cái thị nữ nàng vẫn là biết hiện tại nên nói cái gì. Tiểu thư thông tuệ hơn người, ba tuổi liền có thể thông trăm quyển sách, mình thế gian đạo nghĩa, cho tới bây giờ, trên cái thế giới này sợ là lại không người dám khi dễ tiểu thư thiếu nữ đang nói đến tiểu la lị thời điểm trên mặt không tự giác đang lúc liền hiện ra một mặt tự hào nhưng mà vừa vừa bước vào trong kiệu tiểu la lị lại là thân thể run lên lại không người dám khi dễ nguyệt nhi ngươi cũng không cần lên kiệu bước đi đi à bước đi thiếu nữ nguyệt nhi mặc một chút thì khổ xuống tới nhìn lên trước mặt thông hướng Nam Sơn thôn siêu siêu vẹo vẹo đường núi, nguyên bản tự hào biểu lộ nhất thời liền bị thống khổ cho thay thế. Bản tướng xin hỏi tiểu thư lần này qua Nam Sơn thôn, có cái gì đặc biệt dặn dò? Hán tử cao lớn lúc đứng lên đợi, ánh mắt lần nữa nhìn về phía bờ sông giá gỗ. Nhiều hơn một cái đồng thí. Đại kiệu bên trong truyền ra tiểu la lị thanh âm. Đồng thí. Giới hạn tuổi tác bao lớn. 6 đến 8 tuổi Tuân mệnh nghe trọn bộ tại mê truyền audio.com link trực tiếp ở phần mô tả